Đây là thời điểm lực lượng chức năng ra sức chữa cháy một tàu cá của ngư dân. Khoảng 6 giờ 50 phút ngày 21 tháng 3 năm 2024, trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, thuộc đồn biên phòng Tam Quan Nam, bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định phát hiện một tàu cá đang neo đậu tại khu phố Trường Xuân Đông, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị bốc cháy. Nhận tin báo, đồn biên phòng Tam Quang Nam đã điều động một cano cùng 5 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cùng người dân dập lửa, bóc tách tàu bị cháy ra khỏi các tàu cá xung quanh để tránh cháy lan. Đến 7 giờ 20 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt, tàu cá bị cháy phần cabin, chưa ước tính được thiệt hại. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.